Và như các bạn vừa thấy, đây là một trong những sản phẩm mà không thể thiếu được cho anh em chúng ta thường xuyên nằm mộng trong cái bụi bặm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe chống ồn. Với chiếc tai nghe này sẽ xử lý cho chúng ta những tiếng ồn và bảo vệ cho những đôi tai của chúng ta khỏi tiếng ồn nhé. Và tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ có một chiếc tay đẩy máy cưa. Với dòng sản phẩm này sẽ giúp anh em chúng ta an toàn hơn khi làm việc trên các dòng máy móc, máy cưa nguy hiểm. Và tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một trong những chiếc mặt nạ lọc bụi. Khi anh em ta làm những công việc bụi như thế này sẽ lọc được 99% bụi trong cái môi trường bụi này nhá. Đây là một cái dòng sản phẩm của thương hiệu 3M, tất cả anh em chúng ta đều biết về thương hiệu này, rất là chất lượng. Và tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một chiếc kính bảo hộ giúp anh em chúng ta tránh khỏi bụi bặm bay vào mắt. Và với tất cả những dòng sản phẩm như này thì hiện tại hệ thống phân phối Hitachi đang cung cấp trên thị trường. Anh em nào chúng ta quan tâm thì hãy để lại bình luận hoặc số điện thoại phía dưới. Và các bạn có thể truy cập vào đường link phía dưới để được đặt hàng và mua hàng. Anh em ta đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm mới của hệ thống phân phối Hitachi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.